em không nói. Sao em cúi mặt em giận hơn anh chăng? Anh hiểu rồi đây, khuya nay em về chăng gầy rồi bông. Nên em cúi mặt ngang dòng nước mắt phút giây tà tư. Đừng buồn nghe em, vì anh biết rằng xa xôi vẫn là tâm tư héo mòn. Nếu em đã chọn thương anh xa vắng, em chớ buồn cho nặng lòng chính nhân. Nếu em biết rằng có những người đi đấu tranh chưa về, mang lời thề lên miền sơn khê, thức đêm đêm tang chiến chia, xin
em cuối mặt. Dẫu lệ mừng nghe em